Từ vi cử giải tháng 12 năm 2021. Chào các bạn, trong video này, FNL xin gửi tới các bạn dự đoán tổng quan tình yêu, công việc và sức khỏe của bạn trong tháng 12. Bạn cũng có thể xem tử vi năm 2022, chúng tôi có để link trong phần mô tả và bình luận của video này. Bây giờ là phần tổng quan tháng 12. Điều quan trọng nhất đối với cư giải trong tháng này là chăm sóc tốt các mối quan hệ và đời sống tình cảm của mình. Hầu hết các cự giải sẽ xem xét tỉ mỉ những trải nghiệm trong mối quan hệ lãng mạn, cuộc sống xã hội, cũng như những tổn thương sâu sắc trong năm qua và quyết định chỉ kết nối với những gì khiến bạn thực sự hạnh phúc. Cự giải cần duy trì niềm vui vì điều này có thể mang lại giá trị to lớn cho cuộc sống. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã rút được kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ và nhận thức được những thành công của mình. Điểm nổi bật tháng 12 năm 2021, đây là khoảng thời gian đẹp đẽ đối với bạn cứ giải. Và đầu tháng, bạn thích pha trò và bạo dạn. Tháng này sẽ khiến bạn cảm thấy hoài niệm về những gì đã xảy ra trong quá khứ và ít phòng thủ hơn. Trao đổi của bạn sẽ trôi chảy. Hơn nữa, bạn sẽ có tất cả các loại cơ hội mới. Bắt đầu từ hai tuần cuối, bạn sẽ có nhiều tham vọng, ồn ào và tò mò hơn. Bạn sẽ chiến thắng trong tháng này, bất kể bạn đang làm gì, vì cả dự án cá nhân và nghề nghiệp của bạn đều sẽ thành hiện thực tình cảm của bạn sẽ bình yên, ngược lại tình yêu sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ làm theo những gì bản năng mách bảo, điều này sẽ giúp bạn vượt qua một số rào cản bảo vệ mà bạn đã xây dựng. Tháng 12 sẽ là tháng xung họp gia đình, xung vầy bên cạnh những người thân yêu. Bạn sẽ có nhiều niềm vui vì tất cả các cuộc trao đổi sẽ thuận lợi cho bạn. Nếu các dự án mới đang đến với bạn, đừng ngần ngại thực hiện chúng và tin rằng bạn được định sẵn cho chiến thắng. Tử vi tình yêu tháng 12 của cự giải. Tình cảm của bạn sẽ phát triển theo những gì trái tim bạn sẽ khiến. Nếu bạn muốn đời sống tình cảm được cải thiện, chỉ cần bạn mở rộng tầm nhìn. Đừng để những câu nói ngẫu hứng của bạn phá hủy những gì bạn đã cố công vun đắp thời gian qua. Ít nhất thì bạn sẽ luôn có cơ hội thứ hai bởi vì bạn biết cách dẫn đầu trò chơi của mình. Muốn mối quan hệ bền chặt, bạn sẽ kiểm tra đối tác của mình từng bước trên đường đi. Trong hai tuần đầu tiên, bạn sẽ bị cám dỗ và muốn thay đổi. Chỉ cần dám vượt qua một số giới hạn khiến bạn thất vọng. Các vì sao sẽ dẫn đường cho những cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp, trong đó sẽ có mối quan hệ trở thành lâu dài và đáng kinh ngạc. Bạn sẽ có những dung cảm tốt đẹp, tất cả những gì bạn hy vọng sẽ trở thành hiện thực, vì vậy các dự án của bạn sẽ hoàn thành. Hơn thế nữa, bạn sẽ an tâm trong mối quan hệ của mình, cân bằng trong tình yêu. Những ngày nghỉ sẽ rất tuyệt và một tháng sắp kết thúc khiến bạn có rất nhiều năng lượng. Tử vi về sự nghiệp và tài chính, cả những người đang có việc làm và những người đang thất nghiệp đều sẽ nhận được tin vui trong tháng này. Bạn sẽ có thể phân biệt điều tốt và điều xấu, chưa kể bạn sẽ sẵn sàng hy sinh để biến ước mơ thành hiện thực. Mọi thứ sẽ có thể xảy ra trong tháng này, kể cả những điều khó tin nhất. Những cự giải muốn tiếp tục với dự án của mình thì cần tận dụng khoảng thời gian thuận lợi này. Với những người đang tìm kiếm một công việc có thể dễ dàng nói tháng 12 là tháng của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn đưa ra những quyết định quan trọng thì hãy cứ thực hiện vì vận may đang ở phía bạn. Khi nói đến tiền, bạn sẽ sử dụng tiền tiết kiệm của mình để biến một số ước mơ của bạn thành hiện thực. Vì bạn đã không được hưởng thụ trong một thời gian, nên bạn chỉ nên chiều trụ bản thân vào tháng 12. Chi tiêu cho những thú vui trong cuộc sống sẽ không khiến tài khoản ngân hàng của bạn bị cạn kiệt. Sức khỏe của bạn trong tháng này một số cự giải sẽ cảm thấy mệt mỏi sau một năm làm việc chăm chỉ, vì vậy bạn sẽ có vẻ xuống tinh thần. Tất nhiên, bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch cùng những người thân yêu của mình vì mục đích thư giãn. Những người có vấn đề về cân nặng nên bắt đầu ăn kiêng với sự chỉ dẫn của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. Nếu dành thời gian ở những nơi luôn có ánh nắng mặt trời, bạn nên sử dụng biện pháp bảo vệ vì nếu không, bạn có thể mắc một số bệnh về da. Chúc các bạn luôn may mắn, thành công và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và nghiệm lý.